Mến chào và cảm ơn toàn thể anh em đã bớt chút thời gian coi video trên channel LVT Official. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến một cao thủ top 1 tuấn kim tại server của công thành chiến.us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm. Mình vừa được chứng kiến theo dõi trận tuấn kim vào lúc 17 giờ chiều thứ bảy. Ngày hôm nay thì trận tuấn kim với sự góp mặt của 133 người mỗi bên, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một cao thủ top 1 tuấn kim Dương Ngọc. Cũng đã rất là lâu rồi mình cũng chưa quay lại những cái video mà review các đồ ạc top tuấn kim cho anh em xem. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục sẽ được coi cao thủ Dương Ngọc. Không biết là cao thủ này phái gì và chúng ta sẽ coi hết video nha. Cao thủ thứ hai là Ngũ Độc. Cao thủ thứ năm là Thiên Nhận. Cao thủ thứ sáu là Cái Bang. Cao thủ 8 là Cái Bang, cao thủ 9 là Chin Thiên Nhận, và cao thủ thứ 10 đó là Võ Đang. Còn mấy cao vô danh bằng bang hình như là Thúy Yên, Gió Lang Thang như là Đường Môn. Ba thì mình cũng không rõ là phái gì nên là mình cũng không dám chém gió. Và ngày hôm nay đúng là top 1 tống kim đó là cao thủ Đường Môn mọi người ạ. Anh ấy đang giết BK là 187, tử vong 32. Ngày hôm nay chúng ta xem thử đi set đồ của cao thủ Dương Ngọc như thế nào. Trước mắt chúng ta đó là những món vàng vàng vàng, chỉ có hai món xanh thôi mọi người ạ. Một đai lưng kim phong. Đai lưng kim phong, ngọc bội, kinh bạch ngọc bội. Nói chơi thôi mọi người ạ. Đây là đồ vàng hết nha mọi người nha. Chứ không phải là đôi giày thiên hoàng đâu. Cũng phải là đai lưng kim phong đâu mọi người ạ. Và đây chúng ta sẽ đến với set đồ cao thủ Dương Ngọc top 1 tống kim ngày hôm nay. Thì anh em nào muốn thử sức tham gia những trận tống kim đông như thế này thì anh em truy cập vào trang web là cungthanhchien.us để chúng ta tải game nha mọi người nha, hoặc là tham gia nhóm Facebook dưới đây. Và bây giờ chúng ta cùng coi chiêm ngưỡng set đồ cao thủ Dương Ngọc. Cây Thiên Quang Mạng Vũ, Hoa Vũ Mạng Thiên, tốc độ 35, sát thương 131%, sát thương 54%, tâm nhãn chứng phái cộng 2 cấp, hút nội lực 6. Quá tuyệt vời luôn mọi người, quá tuyệt vời luôn. Rồi dây chuyền Thiên Quang luôn, kháng tất cả 19 hơi thấp, phòng thủ lý 22, đường môn phí cộng 3 cấp, sẽ được 177, nội lực 366, quá đẹp. Áo nhu tình mọi người, áo nhu tình. Đại lưng Thiên Quang nha mọi người nha, đại lưng Thiên Quang chứ không phải đại lưng Kim Phong nha mọi người nha. Đại lưng Thiên Quang, tốc độ làm chậm, thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý, tấn công chí mạng 4, mạng Thiên Hoa Vũ cộng 2 cấp, sẽ được 195. Đôi giày Thiên Quang hạn chế thời gian, tốc độ di chuyển 55, tạo thành sát thương có thời gian hoạt động cộng 6, khánh hỏa 29, bầu lê hoa 3 cấp luôn, thiên la đề bóng cộng 2 cấp, đôi giày ở ngăn thật. Rồi bao tay Thiên Quang luôn, bầu lê hoa cộng 3 cấp, 3 với đôi giày này là 3 là 6 bầu vũ lê hoa rồi. Thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý, thiên la địa võng. Thiên la địa võng hơi thấp nha mọi người nha. Địa võng 3 đẹp. Vật lý, thời gian làm chậm, bầu cái hoa. Kỹ năng cộng 1, như vậy cao thủ Dương Ngọc mang trên mình đúng một set thiên quang là 6 món nha mọi người nha. 6 món thiên quang. Như vậy là bầu vũ lý hoa của cao thủ này là 3, 3 là 6, 6 1 là 7, này 1 là 8, 8 1 là 9 luôn. Vậy là 29 kêu bầu vũ lê hoa, quá kinh khủng. Kháng hỏa 25, cái nhẫn rất là đẹp, nhẫn sinh lực 199 luôn. Trời trời, cái nón sinh lực 186, 25, 40, tâm pháp 18, quá tuyệt vời luôn mọi người. Một set đồ đi ngựa phiên vũ đẹp trai nữa chứ, set đồ khỏi che vào đâu được luôn mọi người. Che được cái mấy cái thiên la để bóng cộng có 2 à, nó cộng có 1 nè, tấn công chí mạng có 4 hơi thấp, và di chuyển khá tất cả cũng hơi thấp nha mọi người nha. Cái nó này quá tuyệt vời rồi, hỏi che vào đó được rồi mọi người ạ. Và chúng ta vừa được chiêm ngưỡng set đồ của cao thủ Dương Ngọc top 1 tống kim ngày hôm nay, và của top 10 tống kim nha mọi người ạ. Võ Đang mọi người, Minh Võ Đang đồ xanh. Và xem vào này chúng ta vào lọc đồ BK nha mọi người nha. Đây Dương Ngọc đây mọi người ạ. Chúng ta vào lọc đồ BK thoải mái, gian hồ hẻm thoải mái BK nha mọi người nha. Lọc đồ xanh rồi BK thôi, không có mất mát cái gì hết nha mọi người nha. Và cũng có thể kiếm được tiền này nha mọi người. Rồi video review hoặc top tống kim đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em nhớ đăng ký kênh của mình nha.
Và nhớ đây Bojan Bằng Bằng, cầu thủ top top 7, cũng hai món Hoàng Kim môn phái 3-4-3-3, băng tâm tiên tử cộng 3, tăng lôi 30, xong quyển tàng quyết cộng 3, hai món rất là đẹp. Rồi xin chào, cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em ở video sau, bye bye anh em nha.